Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình giới thiệu một em Dell có cấu hình khủng, RAM 32GB. Đó là em Dell Latitude 5590, Core i7 thế hệ 8. Chúng ta xem cấu hình của em nó nha. Đây là ngoại hình còn rất mới và đẹp. Hàng này nhập Nhật 100% nha anh. Nó xài con Core i7 8650, 8 CPU và cái RAM của nó là 32GB. Còn đây là card màn hình GeForce MX130 2GB, MX120 là 2GB. Ngày hôm nay là ngày 11 tháng 11 năm 2022. Con này xài SSD là 500GB. SSD 500GB cũng tương đối tha hồ để mà lưu trữ. Đây là sơ về ngoại hình. Cũng gần đường cho nên nó hơi ồn nha anh chị. Giá của nó là 15 triệu. 15 triệu cho một em Dell Core i7 thế hệ 8, RAM 32GB, SSD 500, card màn hình rời MX130 2GB. Anh chị em nào mà ủng hộ thì có thể liên hệ số điện thoại bên dưới nha. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào các bạn và anh chị.